Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Thầy ơi, con đội ơn Bồ Tát, con đội ơn Thầy. Nay con được Thầy và chị Diệu Trang động viên để con chia sẻ về sự linh ứng của Ngài Địa Tạng đã gia hộ cho con ạ. Con xin kể, trước cửa hàng con kinh doanh có một cây xà cừ rất to. Theo như chủ của cây đó chia sẻ, thì cây xà cừ này có tuổi thọ 43 năm. Trưa nay khi con đang lạy chiêm sát, thì con thấy từ phía ngoài cửa chỗ con kinh doanh có tiếng rắc rắc. Con cứ tưởng ai vứt sỏi lên mái tôn nhà con, nên ngoảnh lại xem ai vứt cái gì vào nhà mình. Khi con vừa ngoảnh lại nhìn thì con thấy cái cây đó đổ. Con sợ quá, không kịp xỏ dép, chạy lách ra ngoài đường. Thầy ơi, cảnh tượng kinh hoàng khi con chứng kiến cây đó đổ không đầy một phút. Phúc lớn cho con được Bồ Tát gia hộ, cái cây đó không đổ vào nhà con mà đổ sang nhà hàng xóm và mọi nhà bên. Con không bị thiệt hại về người, nhưng lán quán của mọi người bị sập hết. Riêng chỉ có nhà con không sập, không bị một cái gì ảnh hưởng cả. Còn mọi người nhà gần đấy, nhà nào cũng bị, nhẹ ở xa thì đứt dây điện. Con cảm ơn Bồ Tát Địa Tạng đã gia hộ che chở cho con. Con cảm ơn Thầy đã chỉ dạy cho con biết đến Ngài Địa Tạng. Con mong lớp mình hãy tin tưởng, tinh tấn tu tập theo Ngài Địa Tạng. Mọi việc đã có Bồ Tát lo lắng cho. Con đội ơn Bồ Tát đã cứu con. Con đội ơn Thầy đã cho con biết đến Phật Pháp ạ. Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.